Xin chào quý vị và các bạn. Đây là ngã tư đường Nguyễn Chí và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và quốc lộ 13 thuộc quận Bình Thạnh. Thì hôm nay tôi mời quý vị và các bạn đi dạo thăm con đường chỗ quốc lộ 13, chỗ bến xe miền Đông này ha. Rồi đi qua đường Đinh Bộ Lĩnh. Thì tôi đi ngang qua đây rất là nhiều quý vị, thì tôi mới thấy rằng cái tình hình của Sài Gòn bây giờ kinh tế rất là căng nha quý vị. Hầu như là thấy mọi người thấy ải oải rất là nhiều. Thì trên các con đường, mọi con đường thì đây là khu con đường quốc lộ 13 ngay ra quận Bình Thạnh, thì giáp là cầu Bình Triệu. Thì trên con đường này á, thì trước kia là các công ty về người ta kinh doanh về những cái của công ty người ta về đây nè quý vị nhé. Đây là một cái cửa hàng rất là lớn, trước kia người ta kinh doanh về các mặt hàng về dụng cụ và linh kiện xe hơi rất là nhiều. Ví dụ như là lốp xe rồi các linh kiện phụ tùng xe hơi ấy. Thì ở đây này, đó quý vị đang nhìn rất là nhiều các cửa hàng người ta đã đóng cửa ha quý vị. Thì các công ty xưa là công ty nhỏ. Đấy, bên trái tôi cũng vậy ha quý vị. Người ta thuê, trước kia ta thuê mặt bằng hết. Người ta kinh doanh về đồ cơ khí rất là nhiều ha quý vị. Thì tất cả các phụ tùng máy móc về cơ khí rất là nhiều. Thì bây giờ người ta đã đóng cửa quý vị, đóng cửa rất là nhiều này ha. Thì hầu như là bên trái là đã đóng cửa rất là nhiều. Đó, quý vị thấy không? Nguyên một dãy bên trái đóng cửa. Thì bên phải này cũng vậy này. Bên phải này thì bây giờ người ta kinh doanh là những cái cửa hàng nhỏ thôi, về ăn uống phục vụ cái đời sống hàng ngày của người dân thôi ha quý vị. Thì đó, những cái quán cà phê rất là nhiều quý vị. Thì những cái công ty mà người ta buôn bán về các cái lớn là người ta đóng cửa hết rồi, người ta di dời hết rồi quý vị. Thì hôm nay tôi mời quý vị các bạn đi cái con đường này, xong rồi tới chỗ chân cầu Bình Triệu thì tôi sẽ quẹo qua đường Đinh Bộ Lĩnh cổng bến xe miền Đông để mời quý vị các bạn để mà cập nhật cái tình hình của các đường phố Sài Gòn, về kinh tế của Sài Gòn nó như thế nào ha quý vị. Thì đây quý vị, tôi ở bên phải tôi đây quý vị, rất là nhiều cửa hàng đóng cửa ha. Đó, kinh doanh trước kia kinh doanh về sim, về của các mạng mobile này, rồi Vina, rồi Viettel, thì bây giờ không ai mua mấy ha quý vị, thì người ta cũng đóng cửa. Ở bên trái tôi cũng vậy, thì trước kia ở đây này quý vị mà kinh doanh các đồ mà về cơ khí, về thủy ống bơm thủy lực này kia, là rồi piston thủy lực, rồi về các phụ tùng ô tô ra đây ngày xưa rất là nhiều ở bên trái tôi. Thì bây giờ như là mấy đường này là bây giờ là thua rồi, không còn kinh tế, hầu như là thấy đường nào cũng vậy, thấy bây giờ là chỉ còn có gọi là cầm hơi thôi quý vị ha. Đó quý vị đấy, rất là nhiều cửa hàng đóng cửa ha quý vị. Thì cho tới bây giờ năm 2024 thì tháng 3 rồi, thì cái tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như Sài Gòn rất là nhiều là doanh nghiệp mà sang năm nay là đóng cửa rồi phá sản rất là nhiều hơn quý vị. Thì bây giờ nó lên tới 70-80 ngàn doanh nghiệp cái năm 2024 này. Thì cái tình hình là kinh tế của Việt Nam mình rất là khó khăn, nhà nước bây giờ không thu thuế được các quý vị, không có tiền để mua thu thuế các doanh nghiệp nữa. Đó, bên trái tôi rất là nhiều các công ty rồi các cửa hàng quý vị, người ta làm đó bây giờ người ta trả mặt bằng hết rồi. Thì bây giờ cái tình hình của Việt Nam bây giờ đang thâm thủng thuế rất là nhiều quý vị. Tại vì bây giờ nhiều các công ty nhỏ rồi nợ thuế của cho nhà nước rất là nhiều. Tại vì cái đợt cuối năm 2023 thì người ta kinh doanh không có được, người ta buôn bán làm ăn không có được. Thì bây giờ người ta cứ nợ thuế, chồng thuế rồi người ta không còn tiền nữa người ta trả quý vị. Đây là một cửa hàng Thế Giới Di Động quý vị ha. Thế Giới Di Động này thì bây giờ đã đóng cửa rất là nhiều rồi. Toàn nước Việt Nam bây giờ là Thế Giới Di Động này đóng cửa là mấy trăm cửa hàng rồi quý vị. Thì Thế Giới Di Động thì chuyên môn về kinh doanh về điện thoại, về linh kiện điện thoại ha quý vị, và phụ kiện chứ điện thoại. Và cái điện Thế Giới Di Động ấy, thì có cái điện máy xanh nữa, một mảng điện máy xanh nha quý vị, và một mảng bách hóa xanh. Thì cái điện máy xanh ấy, thì bây giờ tôi nghe nói là bây giờ có một công ty Trung Quốc nào đang muốn mua lại cái mảng
của điện máy xanh ha quý vị. Thì điện máy xanh của Thế Giới Di Động thì bán là nhiều các về điện tử, TV, tủ lạnh, rồi ấm đun này kia rất là nhiều, máy xay sinh tố. Nó đại khái là bên đồ điện ha quý vị. Thì một công ty Trung Quốc đang muốn mua lại ha quý vị. Thì Thế Giới Di Động bây giờ cũng rất là cây co, đang thu hẹp lại các cửa hàng bán ha quý vị. Đó quý vị không, bên trái tôi ha. Hầu như cái đường một chiều của Sài Gòn này là hầu như là thua, không còn làm ăn được ha quý vị. Thì đây là những cái con đường một chiều mà tôi gửi tới quý vị và các bạn những cái hình ảnh như thế này. Thì những quý vị và các bạn nào khó có đầu óc kinh doanh nhé, thì muốn về Sài Gòn mà làm ăn đó, thì những con đường Sài Gòn một chiều như thế này thì quý vị và các bạn lên suy nghĩ lại ha, rồi hãy thuê mặt bằng ở đây. Thì như thế này là rất là căng nha quý vị. Con đường một chiều này không ai người ta đi về con chiều một bằng một chiều này về bên tay trái này để ta mua hàng ha quý vị. Đó quý vị không, mấy cửa hàng đây này xưa rất là lớn này, kinh doanh rất là lớn về các cái mặt hàng cơ khí ha quý vị. Còn đây là công ty này, công ty gì đây này, thì người ta kinh doanh về cái gì đó. Thì đây cũng đóng cửa đây ha quý vị, nhưng mặt bằng cũng rất là đẹp, nhưng mà vì nó ở bên trái đường cho nên là thua, không còn kinh doanh được nữa ha quý vị. Thì đây là gần cầu Bình Triệu ha quý vị. Thì tôi sẽ dạo qua đây, qua bên đường Đinh Bộ Lĩnh, qua mặt bến xe miền Đông á, rồi đi qua chỗ hàng xanh để mời quý vị các bạn xem ha. Thì kinh tế của năm 2024 này, của tình hình Việt Nam thì nó rất là khó khăn nha quý vị. Các doanh nghiệp và các công ty đều khó khăn hết, buôn bán nhỏ lẻ bây giờ cũng khó khăn, không có nhiều. Thì tôi nghe báo chí nói thì chính phủ bây giờ cũng đang gọi là cũng đối đầu hả quý vị, muốn để mà phục hồi cái kinh tế của Việt Nam mình. Lớn nhất là cái bất động sản nhé quý vị, thì đang muốn tìm cách để mình giải cứu cái bất động sản để cho nó phục hồi lại cái thị trường bất động sản để kinh tế nó đỡ hả quý vị. Thì không biết là như thế nào, thì đang muốn mở cửa để cho tất cả các Việt kiều, người nước ngoài để mà mua những các căn nhà ở Việt Nam mình để cho tháo gỡ cái bất động sản để cho nó đỡ đi ha quý vị. Tại người Việt Nam bây giờ có nhiều người cũng có tiền, nhưng mà nhiều người thì bây giờ cũng bó lại, không có bỏ tiền ra để mà đầu tư nữa ha quý vị. Ai cũng sợ hết, tại vì trường bây giờ đóng băng rồi, không có còn buôn bán nó dễ dàng như ngày xưa nữa. Thì bây giờ quý vị và các bạn có nhà bán bây giờ cũng rất là khó quý vị, rất là khó luôn. Người ta đi người ta xem chán rồi, người ta đi coi lại cũng chẳng có ai mua hết đâu quý vị. Tại bây giờ người ta cũng ngại, người ta sợ lỗ, có nhiều người người ta đầu tư người ta sợ lỗ, còn có nhiều người muốn ở thì lại không có đủ tiền nữa quý vị. Nhất là các cái quận trung tâm này này, các quận trung tâm này ấy, có nhiều người muốn mua nhà ở trung tâm này ở lắm, để cho con cái học hành đi lại, nhưng mà không đủ tiền nha quý vị. Tại vì một căn nhà ở trung tâm Sài Gòn, mấy quận trung tâm Sài Gòn này thì bây giờ nếu mà 30-40 mét vuông thì bây giờ cũng là cũng 4-5 tỷ rồi ha quý vị, không rẻ chút nào hết. Đó là ở trong hẻm ha quý vị, còn ở mặt tiền như này thì nó khác, cái giá nó rất là đắt, cho nên là nhiều người muốn mua mà không được ha quý vị. Chỉ có ở quê nên có ai mà có tiền thì mới mua được thôi. Còn những nhà đầu tư mà mua đi bán lại thì bây giờ dừng hết rồi, người ta dừng hết rồi ha quý vị. Có nhiều người đầu cơ rất là nhiều ở những căn nhà rồi các nền đất ở các quận 2 hay quận 9 thì bây giờ cũng lỗ sặc máu rồi ha quý vị. Bây giờ đang ngâm ở đó rất là nhiều. Thì đấy quý vị nhá, đây đường Bộ Lĩnh này, cái đường bên trái tôi là bây giờ là thua ha. 8, nếu mà 100 căn nhà ở bên phía bên trái tôi thì hầu như là đóng cửa hết 80 căn nhà quý vị, 80% rồi đó, không có mở cửa. Đây đó mình vị nhá, đấy bên phải tôi đó. Thì cái ngoại ô này thì người ta kinh doanh về các mặt hàng về công nghiệp rất là nhiều, nhưng mà đây là thua không, bây giờ là thua quý vị. Nhất là ở đây là khu
kinh doanh về vật liệu xây dựng rất là nhiều. Bên trái tôi cũng vậy. Trước kia là người ta kinh doanh ở khu này là ra đây là tìm kiếm về vật liệu xây dựng ở để cho phục vụ các quận ở Bình Thạnh hay Thủ Đức. Người ta về đây người ta tìm kiếm, người ta mua, thì bây giờ là người ta đóng cửa rất là nhiều rồi. 100 cửa hàng thì đóng cửa hết 80 mấy cửa hàng rồi ha quý vị. Nhất ở bên trái từ đó quý vị không? Rất là nhiều. Thì cái tình hình bây giờ không ai xây dựng nữa, thị trường đóng băng hết, không có ai xây dựng nữa, thế nên là cái thị trường về vật liệu xây dựng cũng thua luôn, cũng tiêu luôn. Thì tất cả bây giờ các mặt hàng về sản xuất này gì á, thì bây giờ rất là ế ha quý vị. Giờ chỉ còn có mỗi cái hàng ăn thôi. Hàng ăn về ai muốn bán về thức ăn phục vụ người lao động gọi là nhỏ lẻ thôi, thì mới gọi là đỡ đỡ thôi em quý vị, kiếm đủ thôi. Chứ còn nếu mà quý vị bây giờ mà kinh doanh bây giờ càng bỏ ra nhiều tiền thì càng chết bấy nhiêu đó quý vị, không bên trái từ đó không biết bao nhiêu căn mà đóng cửa rồi em quý vị. Thì bây giờ nhiều người có tiền đúng không quý vị? Ở dưới Sài Gòn thì có nhiều người người ta kinh doanh, nhưng mà bây giờ người ta rút hết rồi. Kinh doanh không được nữa, bây giờ người ta rút hết, người ta không dám đầu tư để mà thuê mặt bằng mà buôn bán nữa quý vị. Tại bây giờ có mở ra buôn bán cũng không có được. Rồi có thành lập công ty để mà kinh doanh các mặt hàng nhập ở đâu về cũng không bán được nữa quý vị. Tại bây giờ cái thị trường về đồ người ta bán online cũng rất là nhiều hả quý vị? Bán online rất là nhiều. Nhất là bây giờ bên Trung Quốc, bên Trung Quốc người ta thành lập mấy cái tổng kho ngay biên giới của mình, gần cửa khẩu của mình. Người ta thuê những người Việt mình sang đó live stream bán hàng, hả quý vị? Đó quý vị thấy không? Bên trái tôi không? Hoàn toàn đó là thấy đóng cửa rất là nhiều hả quý vị? Thì bây giờ nó cái tình hình kinh tế của Việt Nam mình, nhất là của Sài Gòn, là một cái trung tâm kinh tế gọi là hòn ngọc phía đông, là sầm uất nhất của cả nước, mà cũng là một cái trung tâm gọi là đi đầu của cả nước ha quý vị. Thì bây giờ cũng gọi là ngáp ngáp hết rồi quý vị, cái kinh tế rất là khó khăn, nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của Việt Nam rất là nhiều, do cái suy thoái của kinh tế thế giới ha quý vị. Rồi Việt Nam mình bây giờ đang chống nhiều cái tình trạng mà tham nhũng ha quý vị, đang chống rất là nhiều, cho nên cũng bị ảnh hưởng ha quý vị. Có nhiều người bây giờ cán bộ nó không dám làm việc gì hết đấy quý vị ha. Thì con đường Đinh Bộ Lĩnh này thì hầu như bây giờ là con đường chết rồi ha quý vị, con đường chết rồi. Kinh doanh cái gì không có được, rất là khó, kinh doanh mặt hàng khó. Giờ chỉ có cho thuê văn phòng, cho thuê văn phòng ở các đường này thì bây giờ người ta cũng rút rất là nhiều, người ta trả mặt bằng rất là nhiều. Giờ không còn các văn phòng ở đây không thuận tiện kinh doanh nữa thì người ta đi rời đi chỗ khác rồi các vị, người ta rời đi chỗ khác rồi, người ta kiếm ở mặt bằng là nó thuận tiện giao thông hơn. Thì con đường Đinh Bộ Lĩnh này thì nó rất là giao thông rất là khó, phải đi đường một chiều, phải đi đường vòng các vị. Đó các vị thấy không? Đó trời, mặt bên mặt bằng đóng cửa hàng loạt ở bên trái các vị, rất là nhiều luôn. Rồi tới đây là tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thì tới đây là ngã tư đường Đinh Bộ Lĩnh và đường Bạch Đằng, thì gần ta tới Tây Điện Biên Phủ rồi ha quý vị. Tôi quẹo trái đường Bạch Đằng này chút rồi tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ha, xin cảm ơn nhất.